À, chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio bên em nhé. Đấy thì chưa giờ thì bên em cũng đã nhá hình với các bác là bên em cũng về nhiều hàng. Đây, các bác nhìn này. Đây. Idol 300 mới về xong ở kho hiện tại đã mới về kho được ở 364 Quang Trung nha các bác nhé. Đấy cả loại đầy này. Đầy này. Súp, đấy, súp đây. Súp này, tủ tủ điện. Đấy, tủ cho các bác để thi công điện phòng hát đây là gia đình đều có. Đấy, súp điện bát 40 này, súp điện bát 30 đây, cũng mới anh em cũng mới trở ra từ kho ở trong kia ra ra ngoài ngoài này, cửa hàng đây, chân loa đây mới trở ra luôn. Đây các bác nhìn này, đây, tất cả các mặt hàng cũng mới về. Đấy, kể cả là con Ultra 800 này, đấy, CB 800 đấy, nâng tiếng mới cũng mới sắp xếp ở đây rồi. Đây thì buổi tối vừa rồi thì ấy, thì em thì cũng vừa về một chút con mic, còn đây là con mà đang chuẩn bị đóng để cho anh em chở đi để ship cho bác khách trong tối nay. Em thì vừa rồi có về được khoảng tầm là hơn 30 con mic. Và mic này là mic mới nha các bác nhé, mic mới của bên DB, có mã hiệu là DB500 Pro. Đấy, con này thì em chỉ nhá hình với các bác thôi. Đấy. Nhá hình với các bác là mới về được mấy thùng, mới tạm ra cửa hàng này 2 thùng thôi. Và đây các bác nhìn mẫu mã bên ngoài nhé. Đấy. Đây là mẫu mới của năm 2021 nha các bác nhé. DB500 Pro, đấy các bác nhìn này. Mặt thì mặt rất sáng này, bằng mặt phai nhôm màu xanh này, mút nguồn này. Đấy, mút cái núm di chuyển dễ dàng này, nhấn này. Đấy, màn hình hiển thị LCD. Đấy. Đấy, còn cổng còn phía đằng sau của nó thì nó cũng tương tự như các dòng mic. Đấy, đều có là cái này thì loại hai dâu và đều có cổng nguồn này. Đấy, hai chân Canon và một sắc 6 ly để bật cắm bác cắm vào vang này. Đấy. Nó rất nhỏ gọn, nhẹ nha các bác nhá, rất là nhẹ nhàng. Rồi còn đây là cái tay mic của nó. Cái tay mic này thì em có cảm giác là nó làm nó nhẹ hơn cái đợt mic khác. Nó không còn là màu trắng như đợt trước nữa rồi, bây giờ họ đã chuyển sang là cái trục này là giờ là màu đen nha các bác nhá. Màu đen sơn tĩnh điện. Đấy, một màu đen. Vẫn là một màu xanh nhám huyền bí. Đấy, các bác. Ok, em chỉ nhá hình với các bác thế thôi nhé. Còn ngày mai em sẽ review trực tiếp con này để gửi đến chất âm cũng như là chất mic của con DB500 này. DB500 Pro này để gửi video đến các bác nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.